Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua 20 tháng 10, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Câu hỏi đặt ra là khi COVID-19 chuyển sang nhóm B, công tác phòng chống dịch sẽ như thế nào? Đây sẽ là thông tin mở đầu cho bản tin chuyển động ngày mới hôm nay. Bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày. Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày. Bộ Y tế cho biết, việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình căn cứ trên cơ sở khoa học, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Việc chuyển bệnh COVID-19 thuộc nhóm A sang nhóm B là do thông tin đối chiếu giữa quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cho thấy bệnh COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Khi COVID-19 chuyển sang nhóm B, công tác phòng chống dịch sẽ như thế nào? Trên trang Sức khỏe và Đời sống, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng cho rằng vẫn cần có những giám sát, đánh giá nguy cơ. Đây là điều khác các bệnh nhóm B khác. Vì dù Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhưng không thể mất cảnh giác bởi COVID-19 vẫn có thể có những biến chủng mới thường xuyên xuất hiện do tính không ổn định của virus này. Làm điều này để trong trường hợp virus có biến chủng mới hoặc diễn biến bất thường, chúng ta có thể đáp ứng được ngay, không bị động. Đây cũng là lý do để Bộ Y tế ban hành kế hoạch quản lý phòng chống dịch bệnh bền vững. Những tháng cuối năm hoạt động sản xuất xuất khẩu của Bình Dương đã nhộn nhịp trở lại, giúp thị trường lao động việc làm cũng khởi sắc hơn. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh tuyển dụng lao động mới bằng nhiều giải pháp chính sách cạnh tranh. Những tấm biển tuyển lao động như thế này xuất hiện nhiều hơn trong những tháng cuối năm tại Bình Dương. Sau thời gian khó khăn, đơn hàng đã sôi động hơn. Để phục vụ sản xuất, doanh nghiệp này cần tuyển ít nhất 1.500 lao động, nhưng đến nay chỉ mới tuyển được khoảng 20% nhu cầu. Để giữ chân lao động lành nghề, cũng như thu hút nhân lực mới, doanh nghiệp chủ động duy trì nhiều chính sách phúc lợi. Đối với người lao động, quan trọng nhất đó chính là thu nhập. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo người lao động có thu nhập để có thể trang trải cuộc sống, như đảm bảo lương cơ bản, lương hiệu suất, lương kỹ năng, lương thêm giờ, ngoài ra hỗ trợ thêm nhà ở và đi lại. Chúng tôi cũng duy trì môi trường làm việc tốt, an toàn, lắp đặt điều hòa, phòng cháy chữa cháy. Sau thời gian trầm lắng chứng kiến sự sụt giảm do công nhân nghỉ việc hàng loạt vì doanh nghiệp ít đơn hàng, nhà máy đóng cửa, thị trường lao động Bình Dương đã có nhiều dấu hiệu ấm hơn trong quý 3 năm nay. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, trong quý 4, các doanh nghiệp dự kiến tuyển hơn 10.000 lao động để đáp ứng tiến độ đơn hàng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ngành bảo hiểm xã hội chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp và các cấp các ngành địa phương trong tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội vẫn chưa được như mong đợi. Thời gian qua, các địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh lan tỏa về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội để thu hút thêm nhiều người lao động tham gia. Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp có tăng so với cùng kỳ, nhưng chưa cao. Năm nay thì xác định là một năm kinh tế hết sức là khó khăn, bị ảnh hưởng kinh tế thế giới, rồi khu vực cũng như là trong nước. Thì Cà Mau thì cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm hiện tại thì số người tham gia bảo hiểm bắt buộc thì chỉ mới có đạt là 61.714 người, sụt giảm so với cuối năm 2022 nó là khoảng trên 510. Do cái tình hình kinh tế khó khăn, do đó các doanh nghiệp tham gia bắt buộc họ cắt giảm lao động rất nhiều. Trong khi cái số mà mình đi khai thác mới, đối với những doanh nghiệp mà chưa tham gia hoặc là tham gia chưa đầy đủ thì không bù đắp lại được. Do đó mà đến thời điểm này thì 9 tháng đầu năm thì cũng chưa bằng so với cuối năm 2022. Tình hình kinh tế rất là khó khăn và làm ăn các cái đơn hàng thì lại là doanh nghiệp bị cắt giảm, do đó mà họ sẽ buộc phải cắt giảm lao động. Có số doanh nghiệp thì cũng đề nghị là giảm không đóng quỹ hưu trí tử tức. Một khó khăn không chỉ riêng của tỉnh Cà Mau mà là khó khăn chung của nhiều địa phương, đó là tình trạng nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục diễn ra.
một số doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô nhỏ sử dụng lao động theo hình thức khoán sản phẩm, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua công tác tuyên truyền, người dân đã dần nhận thức được đây chính là chính sách an sinh xã hội nhằm hướng đến mọi người dân đều được chăm lo, giảm bớt những khó khăn khi hết tuổi lao động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy có tăng nhưng vẫn chưa đạt và duy trì như mong đợi. Đối với bảo hiểm xã hội á, thì là chỉ có là 10-mấy% là hội viên là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Với cái khó khăn như thế này nè, hồi trước đây á, thì hồi lúc mà lương á, lương cái cơ bản thì ở mức 1.490.000 đồng á, thì lúc đó thời điểm đó thì hội cũng vận động cũng đạt được 30-40% à. Sau đó cái mức lương mà cơ bản tăng lên thì cái mức đóng bảo hiểm tăng lên thì là cái số lượng người đã tham gia rồi rút ra, nghĩa là chốt tại đó là xin là dừng. Là đối với góc độ địa phương là cũng đã là vận động tuyên truyền nói rõ là cái quyền và cái lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mình đóng nhiều, sau này mình đến tuổi hưu, đúng không, đến tuổi hưu và đủ năm bảo hiểm thì mình sẽ hưởng được cái lương hưu cao. Mình có tuyên truyền vận động đó, người ta cũng nắm được đó, nhưng mà với cái mức đóng đó, tự nhiên nó tiền nhiều. Thì cái kinh tế á, người ta là gặp khó khăn nên người ta là ngại tiếp tục tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nói chung là bà con hội viên nông dân mình thì cũng nắm chưa có rõ không về cái quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Coi như là tham gia thì cũng còn rất là ít, khoảng 2-3% trên tổng số hội viên mà thôi. Những cái chính sách mới về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đây là một cái chính sách rất là mới mẻ, do đó mà cũng chưa có cái người nào người ta hưởng cái từ cái lương hưu từ cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mà tham gia ngay từ đầu, nên là nó cũng chưa có cái sự tác động lan tỏa ở trong cái người lao động tự do. Đấy, do đó mà cũng là đây là một vấn đề hết sức là khó khăn. Bên cạnh đó, việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gặp khó còn có nguyên nhân do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay chưa thực sự hấp dẫn. Chế độ quyền lợi hưởng còn hạn chế so với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc nên người dân còn e dè, ngại đầu tư nguồn tài chính dài hạn để tham gia. Do kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21 tháng 10 trùng vào thứ Bảy là ngày nghỉ, nên Liên Bộ Công Thương và Tài chính cho biết đã lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày đầu tiên của tuần mới, tức là 23 tháng 10. Hôm 19 tháng 10, giá xăng dầu thế giới được điều chỉnh giảm sau khi tăng gần 2% vào phiên trước đó. Theo giới phân tích, giá xăng dầu đi xuống xuất phát từ việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc sẽ ủng hộ lời kêu gọi cấm vận dầu mỏ của Iran đối với Israel do xung đột ở dải Gaza. Iran là thành viên của OPEC, việc này làm giảm bớt những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ứng dầu. Bên cạnh đó, thông tin Mỹ đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với sản xuất dầu, khí đốt và vàng của Venezuela sau 4 năm cũng là yếu tố góp phần hạ nhiệt giá dầu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, giá dầu vẫn chịu áp lực tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị còn tiếp diễn. Tại thị trường trong nước, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 29 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 9 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Thưa quý vị và các bạn, mới đây công ty nghiên cứu thị trường Osbos Company có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến trong và ngoài nước được khách Việt yêu thích nhất quý 3 năm 2023. Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến được khách Việt yêu thích số 1 trong nước với 16,5% số phiếu bình chọn. Trong hai quý đầu năm, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đạt vị trí quán quân nhờ vị trí thuận lợi và gần Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội cùng xếp thứ hai với hơn 10,2% bình chọn. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ tư, Nha Trang xếp thứ năm. Về điểm đến quốc tế, Hàn Quốc dẫn đầu là điểm đến quốc tế được lựa chọn du lịch nhiều nhất trong quý 3, với tổng lượng bình chọn gần 26%, tăng hơn 9% so với quý 2.
Kết quả xếp hạng được dựa vào dữ liệu từ Vietnam Travel Market Marker. Mô hình nghiên cứu và theo dõi hành vi du lịch của du khách Việt được cập nhật mỗi quý. Một điểm đến tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong một thế giới muôn màu hôm nay đó chính là nông trại Wohe ở Gwangseon ở Hàn Quốc. Đây là một trong các nông trại điển hình đạt tiêu chuẩn của nông trại nho truyền thống, tương tự như các trang trại nho nổi tiếng ở Pháp. Với địa hình núi dốc thoải, các vườn nho được thiết kế theo hình núi để đảm bảo vừa có gió vừa có nắng, và ở đây còn đặc biệt hơn là có cả hơi mặn từ nước biển thổi vào. Nho sữa Hàn Quốc hiệu Sin Muscat là một trong những hoa quả cao cấp rất được ưa chuộng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn quen thuộc với người dân các nước. Giống nho cao cấp có hương vị thơm độc đáo này được đưa vào trồng ở Hàn Quốc từ năm 2006. Đây là loại nho xanh không hạt, hàm lượng đường trong nho sữa cao, thịt chắc, mọng nước và có độ giòn cao nên được người tiêu dùng ưa thích. Sản lượng và diện tích trồng nho sữa Sin Muscat đã tăng nhanh theo năm do các trang trại chuyển mạnh sang trồng giống nho mới này. Theo Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, trong năm 2022, diện tích trồng nho sữa Sin Muscat đã lên tới hơn 6.000 hecta, chiếm hơn 41% diện tích canh tác nho, vượt qua cả giống nho truyền thống phổ biến nhất ở Hàn Quốc là Campbell Early. Không giống như các nước châu Âu sử dụng nho để làm rượu là chủ yếu, ở Hàn Quốc trồng nho để lấy quả tươi làm qua quả thực phẩm. Vì thế, người trồng chỉ nuôi một gốc nho trong khoảng 10 năm, quá thời gian đó sẽ chặt bỏ và thay thế bằng gốc mới. Quả nho sẽ ngọt, đạt độ đường tốt hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, cây nho cho thu hoạch tốt nhất cả về chất lượng và số lượng là ở 5 đến 6 năm tuổi. Khi đó cây nho đạt được độ trưởng thành, quả nho đạt được độ to mọng và chất lượng tốt nhất. Kể cả ở vùng Songsan này, những trang trại truyền thống như chúng tôi không còn nhiều nữa. Tôi được thừa hưởng lại từ đời ông cha, nên những trang trại này không chỉ trồng nho mà còn có phong cảnh rất đẹp. Vì thế, chúng tôi đón rất nhiều khách và sản phẩm chủ yếu bán cho khách hàng đến tham quan trực tiếp. Đến vụ thu hoạch, chúng tôi đón rất nhiều đoàn khách, ít thì 50, nhiều thì khoảng 100 người. Các chuỗi siêu thị ở Hàn Quốc cạnh tranh bằng việc cung cấp các sản phẩm đạt chuẩn cao về hàm lượng đường, kích thước quả, hương vị và cả độ tươi ngon. Nhận được những đánh giá tích cực trên thị trường toàn cầu, nho sữa Hàn Quốc đã nổi lên như một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nông dân trồng nho Hàn Quốc. Sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh theo năm với các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.